Lời Chúa thứ tư sau Chủ nhật thứ 19 thường niên, ngày 10 tháng 8 2022. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, mới nghiệm ra ân tình Chúa cao xa. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, mới nhận ra ân tình Chúa bao la. Ân tình đó là vòng gai trên đầu Chúa đổi cho con khỏi nắng khỏi mưa. Lời Chúa thứ tư sau Chủ nhật thứ 19 thường niên, ngày 10 tháng 8 2022. Thưa anh chị em và các bạn, mỗi ngày thứ tư chúng ta ngước nhìn lên Thánh Giuse. Bổn mạng của các gia trưởng, cầu nguyện đặc biệt cho các gia trưởng, những người làm cha làm chồng. Đôi khi chúng ta thiếu trách nhiệm trong gia đình. Có những gia đình người vợ bị bạo hành, người chồng cờ bạc rượu chè đánh đập vợ con say xỉn. Xin cho những người làm cha làm chồng ấy ý thức trách nhiệm của mình, noi gương Thánh Giuse, phục vụ con Thiên Chúa làm người và mẹ Maria nơi người vợ người con của mình. Nhất là có những người vợ đang nằm đau nặng như vậy, rất cần sự hiện diện chăm sóc của chồng. Đôi khi chúng ta phải bỏ những ý riêng của mình, muốn đi chơi, muốn đi du lịch lúc khác. Còn lúc vợ đang đau ốm, đang cần sự giúp đỡ của mình, không nên bỏ đi để vui thú riêng mình, mà một nửa của mình ở lại nằm vò võ liệt giường liệt chiếu như thế thì không đẹp chút nào. Mời anh chị em cùng lắng nghe lời Chúa thứ tư sau Chủ nhật thứ 19 thường niên. Bài đọc 1 năm chẵn trong sách ngôn sứ Ezekiel. Chương 9 câu 1 đến câu 7, chương 10 câu 18 đến câu 22. Bài trích sách ngôn sứ Ezekiel. Bấy giờ Đức Chúa kêu lớn tiếng vào tai tôi: Hỡi các ngươi là những kẻ có nhiệm vụ trừng phạt thành Jerusalem, hãy đến gần, mỗi người cầm trong tay dụng cụ tiêu diệt. Và từ phía cửa trên hướng về phương bắc có 6 người đến, mỗi người cầm trong tay dụng cụ hủy diệt. Ở giữa họ có một người mặc áo vải gai, đeo cháp ký lục ở ngang lưng. Họ đến đứng bên cạnh bàn thờ bằng đồng. Vinh quang của Thiên Chúa Israel bay lên khỏi thần hộ giá, nơi vinh quang Thiên Chúa ngự, mà tiến về phía thềm đền thờ. Đức Chúa gọi người mặc áo vải gai, đeo cháp ký lục ở ngang lưng và phán với người ấy: Hãy rào khắp thành, khắp Jerusalem, hãy ghi dấu chữ thập trên trán những người đang rên xiết khóc than về mọi điều ghê tởm đang xảy ra trong khắp thành. Tôi lại nghe Đức Chúa phán với 5 người kia: Hãy đi theo người ấy vào thành mà chém giết, đừng nhìn mà thương hại, đừng xót thương. Người già, thanh niên, thiếu nữ cũng như đàn bà, con trẻ, các ngươi hãy giết cho sạch. Nhưng tất cả những ai mang dấu trên mình, các ngươi chớ đụng đến. Các ngươi sẽ bắt đầu từ nơi thánh của ta. Và họ đã bắt đầu từ đàn ông, từ người già ở trước đền thờ. Người phán với họ: Hãy làm cho đền thờ ra ô uế, tại các tiền đình hãy chất đầy xác chết. Mau đi, họ ra đi và chém giết trong thành. Vinh quang Đức Chúa bay lên khỏi thềm đền thờ và dừng lại trên các thần hộ giá. Các thần hộ giá giang cánh và cất mình lên khỏi mặt đất trước mắt tôi khi đi ra. Các bánh xe cũng chuyển theo cùng một lúc. Các thần hộ giá dừng lại ở lối vào cửa đông nhà Đức Chúa, và vinh quang của Thiên Chúa Israel ngự bên trên các vị ấy. Đó là sinh vật tôi đã thấy ở bên dưới Thiên Chúa Israel tại sông Cơ Va, và tôi nhận ra
đó là các thần hộ giá. Mỗi thần hộ giá có bốn mặt và bốn cánh. Có cái gì giống như bàn tay con người ở dưới cánh các vị ấy? Còn bộ mặt các vị ấy thì đó là những bộ mặt tôi đã thấy bên sông Cơ Va. Mỗi thần hộ giá cứ thẳng trước mặt mình mà đi. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp. Vinh quang Chúa vượt xa trời cao thẳm. Hỡi tôi tớ Chúa, hãy dâng lời ca ngợi. Nào ca ngợi danh thánh Chúa đi, chúc tụng danh thánh Chúa từ giờ đây cho đến mãi muôn đời. Ca ngợi danh thánh Chúa từ rạng đông tới lúc chiều tà. Chúa siêu việt trên hết mọi dân, vinh quang người vượt xa trời cao thăm. Ai sanh tẩy thượng đế Chúa ta, đấng ngự chôn cao vời, cúi xuống để nhìn xem bầu trời trái đất. Hallelujah, hallelujah. Trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hòa giai với người và giao cho chúng tôi công bố lời hòa giai. Hallelujah. Mời anh chị em mở Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Matthew chương 18 câu 15 đến câu 20. Matthew 18, 15 đến 20. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: nếu người anh em của anh trót phạm tội thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết căn cứ vào lời hai hoặc ba nhân chứng. Nếu nó không nghe họ thì hãy đi thưa hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Thưa anh chị em, lời Chúa mà chúng ta nghe trong bài đọc 1 năm chẵn ngày thứ tư sau Chúa Nhật thứ 19 thường niên, có lẽ anh em chị em nghe xong thấy sợ, vì đó là giờ của sự công thẳng, của sự trừng phạt. Ngôn sứ Ezekiel được nghe Chúa nói vào tai là: hỡi các ngươi là những kẻ có nhiệm vụ trừng phạt thành Jerusalem, hãy đến gần, mỗi người cầm trong tay dụng cụ tiêu diệt. Một Thiên Chúa giàu lòng thương xót, khoan nhãn cho người ta có thời giờ để người ta quay trở về. Và Chúa đã sai rất nhiều ngôn sứ đến, nhiều lần nhiều cách để nhắc nhở họ quay trở về, quay trở về. Hãy sám hối, hãy đón nhận lòng thương xót của Chúa, quay trở về. Nhưng họ vẫn đắp tay, ngẩng mặt làm ngơ. Cho nên Thiên Chúa phải ra tay. Giờ của sự công thẳng, giờ của sự trừng phạt. Chúa nói với thánh nữ Faustina: ta khoan giãn thời gian này, gọi là giờ của lòng thương xót, để cho con người có những cơ may mà quay trở về. Và trong thời gian này thì con hãy đi loan truyền lòng thương xót, để nói cho mọi người về lòng thương xót của ta. Vì ta chỉ mong muốn họ được cứu. Ta đến để cứu chứ không phải để hủy diệt. Nhưng ta lại là đứng gọi là giàu lòng thương xót và là vua tình yêu. Mà tình yêu thì không thể cưỡng ép được,
không thể làm cho người ta mất tự do được. Người ta có quyền tự do. Và thưa anh chị em, cái quyền tự do ấy là cái điều vô cùng huyền nhiệm. Huyền nhiệm của sự tự do. Chúa cho con người có một cái quyền. Quyền đó là quyền từ chối Chúa, quyền khước từ Chúa. Mày làm con tao thì mãi muốn đời là con tao, mày lại khước từ tao là bố của mày là thế nào? Chỉ có người cha có quyền từ chối đứa con, xua đuổi đứa con, phải không? Chứ đứa con đâu có quyền. Đứa con đâu có quyền. Mày ra là mày chết, bước ra khỏi nhà là chết. Vậy mà con tự do lựa chọn đi. Ở trong nhà hay ra ngoài, cha cho con cái quyền tự do. Nhận cha hay khước từ cha, nhưng cha mãi mãi là cha của con. Mầu nhiệm của sự tự do. Có người sử dụng cái tự do ấy để khước từ Thiên Chúa, chống lại Thiên Chúa, hay tin vào Chúa, theo Chúa. Anh chọn đi, cô chọn đi, bạn chọn đi. Chúa cho ta cái tự do đó để không ai nói rằng là tôi bị ép phải theo đạo, tôi buộc phải đi lễ. Không, hoàn toàn tự do. Cho nên ai đến với tôi nói tôi không có bao giờ dụ dỗ ai đến hết. Họ cứ kéo đến rồi đổ tội cho tôi là dụ dỗ họ đến. Tôi có quyền gì mà, có tài khéo gì mà dụ họ đến. Và tôi cũng có quyền gì mà ép họ đến. Chẳng có dụ dỗ để lôi kéo, chẳng có ép đẩy họ tới. Đó là hoàn toàn tự do của họ đến tìm tôi, để tôi cho họ, nói cho họ biết về lòng thương xót của Chúa, để họ mau mắn quay trở về kẻo giờ của sự công thẳng Chúa ra tay. Giờ của sự trừng phạt, giờ của sự công thẳng. Đừng có giỡn mặt. Đừng có tưởng rằng Thiên Chúa chỉ có biết thương xót mà thôi, rồi đi lờn mặt, rồi coi thường, rồi cứ chơi chơi ra đó, coi Chúa làm gì được ta, thách đố Chúa được. Cứ để cỏ lùng lớn lên đi, rồi đến giờ thì lúa một bên, cỏ một bên, cỏ đem vào lửa mà đốt không hề tắt, ở nơi khóc lóc nghiến răng đời đời. Bây giờ thì cứ để cho nó thênh hoanh hoang tự đắc. Bây giờ thì cứ để cho nó múa gậy vần hoang. Giờ cứ để cho nó muốn nói gì, nó làm gì thì làm, nó tự do mà. Nhưng mà khi mình nói mình tự do như vậy thì ta đang làm nô lệ cho ai? Ma quỷ. Nô lệ cho bóng tối, cho sự dữ. Đâu phải mình tự do đâu. Ví dụ người xì ke, tôi tự ý tôi chích. Nhưng mà bây giờ tôi chích xong rồi, tôi còn tự do nữa hay không? Hết rồi. Thì có nhiều người đó, họ muốn khống chế người đó, đó họ cứ cung cấp xì ke cho họ hút. Mà rồi hút thì thấy đã, hút, 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 chơi, chơi, chơi. Lậm vào rồi, hoàn toàn lệ thuộc vào nó bảo về ăn cắp đồ cũng phải ăn cắp đồ. Không ăn cắp đồ thì tới cơn nghiền nó lên, muốn nổi điên lên, chết sướng hơn. Về ăn cắp đồ rồi đến đây, cho một chích tròn liều, lại tỉnh táo, lại tiếp tục. Đi ăn cắp, đi ăn trộm, giật đồ về làm nô lệ cho nó. Hết tự do rồi. Đừng tưởng rằng khi tôi tự do phạm tội là tôi tự do. Mà tôi đang đi đâm đầu vào trong thòng lọng để sẵn. Tôi càng phạm tội bao nhiêu thì tôi càng đâm đầu vào cái thòng lọng. Và thòng lọng nó siết, siết, siết. Không rút đầu ra được nữa đâu. Mất tự do là chỗ đó đấy. Còn Chúa cho mình tự do thì mình lại coi thường. Và nếu mà coi thường đến giờ trừng phạt, đến giờ của sự công thẳng, thì lúc đó vô phương cứu chữa. Đừng nhìn mà thương hại, đừng xót thương, hãy giết cho sạch. Nhưng vẫn còn lòng thương xót là những người mang dấu trên mình, đánh dấu vào thì đừng đụng vào. Cũng giống như là phép lạ xảy ra tại đất nước Ai Cập. Giết chiên ăn, chuẩn bị trong tư thế lên đường, lấy máu bôi trên cửa. Thiên thần đến nhà những người mà không có dấu máu bôi trên cửa, giết
tất cả những con trai đầu lòng của những gia đình ấy, chừa lại những gia đình có dấu máu bôi trên cửa. Ở đây cũng vậy, ghi dấu chữ thập trên trán những người đang rên xiết khóc than về mọi điều ghê tởm sắp xảy đến trong thành. Và ngươi cứ đi tiêu diệt, nhưng đừng đụng đến những người có dấu thập trên trán. Lòng thương xót Chúa vẫn tìm mọi cách để cứu vớt những con người dù chỉ một tí ti thôi sám hối, dù chỉ một chút xíu tự do quay về với Chúa là Chúa cứu. Chúa chỉ cần một tí thôi. Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng: ta tôn trọng tự do của họ, nhưng ta luôn luôn tìm mọi cách để cứu vớt, cứu chữa, cứu độ những người sa đạ, tội lỗi, đi vào con đường lầm lạc. Và ta sẽ dùng mọi cách, mọi cách vẫn tôn trọng tự do nó, mà nếu nó cứ cương quyết chống lại thì cuối cùng ta sẽ dùng những cách mạnh nhất để cho nó phải tỉnh ngộ mà quay về. Chúa sẽ dùng mọi cách, chứ không phải là chỉ để tiêu diệt đâu. Tiêu diệt chỉ là đối đế, chỉ là không còn cách nào khác mà thôi. Còn Chúa luôn luôn là sẵn sàng thứ tha và cứu vớt, chứ không có tiêu diệt và loại trừ, hận thù. Còn con người chúng ta đối xử với nhau gọi là nhổ cỏ nhổ tận gốc, gọi là truy thì truy cho đến cùng, cạn tàu rau mạng, chẳng còn tình cũng chẳng có nghĩa gì hết. Chơi nhau cho tới bến. Mình không ưa ai, không thích ai, hay mình ghen tị, mình đố kỵ với ai là mình tìm mọi cách để hại người ta, để trả thù người ta. Mình thay mặt Chúa mà làm công việc là sát hại, tiêu diệt, loại trừ. Ai cho mình cái quyền đó? Ai cho mình cái quyền mà loại trừ anh em? Ai cho mình có quyền đố kỵ anh em để làm hại anh em mình? Ma quỷ nó cho mình cái quyền đó. Đang làm nô lệ cho ma quỷ. Hồi xưa tôi còn bé đi sinh hoạt, biết anh chị em lớn tuổi có biết bài này không? Khi anh em xúc phạm đến tôi, em sẵn sàng tha thứ hay không? Không phải là tha thứ 7 lần, nhưng tha thứ 70 lần 7. Khi anh em xúc phạm đến em sẵn sàng tha thứ hay không? Không phải là tha thứ 7 lần, nhưng theo Chúa tha thứ 70 lần 7. Mình có sự tha thứ, nhưng việc tha thứ ấy không phải là làm cho người ta cứ tiếp tục sa đà và sa đọa, không để cho người ta sa đà sa đọa đi vào con đường tội lỗi rồi cứ bảo tha thứ. Sự công chính, sự công bằng của Chúa nơi lòng thương xót là tìm mọi cách để cứu vớt, tìm mọi cách để sửa chữa lỗi lầm của nó. Nếu người anh em của anh chót phạm tội thì hãy đi sửa lỗi nó. Hãy đi sửa lỗi nó. Nếu người anh em chót phạm tội, lỡ phạm tội, thì đi sửa lỗi nó, mà nhớ là một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em rồi. Điều đầu tiên là sửa lỗi one by one, một mình với họ. Nhiều khi ta không làm cái con đường này. Khi người ta có lỗi là mình đi, mình la toáng lên, đúng không? Mình không kiềm chế được, mình la toáng lên, không phải sửa lỗi người ta mà đi bắt lỗi người ta. Khác anh, sửa lỗi là giúp cho người ta sửa lại, còn bắt lỗi là mình
kết tội người ta, bắt người ta phải nhận tội. Mà mấy khi người ta nhận tội mà ai chẳng có lý do đính chính, biện minh, phân bua. Cho nên sửa lỗi chứ không bắt lỗi. Mà sửa lỗi là cách thể hiện lòng thương xót. Tôi thương, tôi xót, tôi thấy nó lỗi lầm như vậy, nó có nguy cơ, nó xa lầy, nó xa đọa, cho nên tôi tìm mọi cách để tôi cứu người anh em ấy. Tình yêu Đức Giêsu thúc bách tôi làm với tất cả cái dụng ý là làm tốt cho người ta, chứ không phải tôi gặp nó là để tôi tính sổ với nó. Tức quá rồi mà dám làm điều đó là được rồi, để tao gặp nó tao tính tội nó. Hay khác nhau, gặp để sửa lỗi trong tình bác ái, thể hiện lòng thương xót, còn gặp để mà tính tội, gặp để mà kết tội, gặp để mà không phải là sửa lỗi mà bắt lỗi, cái đó khác. Nó động cơ ấy là do cái tự ái của mình, động cơ ấy là do cái sự kiêu ngạo của mình, động cơ ấy là do mình tưởng là mình làm quan tòa cho mình cái quyền bắt lỗi anh em mình. Còn động cơ mà đi sửa lỗi là vì lòng thương xót, vì tình bác ái. Thôi, nói thật với anh, chú anh em với nhau góp ý với anh cái này chút nha. Anh thế này, thế này, thế này. Anh cố gắng là này. Ồ vậy hả? Vậy tôi không biết đấy chứ. Tôi thành, tôi xin lỗi, tôi sẽ cố gắng tôi sửa. Thôi mà, không sao đâu. Ai chẳng có những thiếu sót, ai chẳng có những lúc sai lỗi. Thì thấy anh như vậy, tôi nhắc anh, anh sửa. Rồi đến lúc thì tôi có lỗi thì anh cũng sửa lại cho tôi thôi, không sao hết. Chúng mình đều là những tội nhân mà. Người phàm nhân vô thập toàn. Mình nói như vậy thì người ta dễ chấp nhận và người ta sửa. Còn đến mà giống như đàn anh, giống như đàn chị, giống như kẻ cả, giống như là thầy dạy lên lớp, anh thế này, anh thế nọ, anh thế kia, chị thế này, chị thế nọ, chị thế kia. Xin lỗi ạ, tôi như vậy mà anh có hơn gì không? Họ sẽ nói ngay. Anh có biết tại sao tôi phải làm như vậy không? Anh đó, anh đứng ngoài anh nhìn anh biết gì mà anh kết án tôi. Anh thử anh đặt anh vào trong trường hợp tôi của anh, có anh xử có khi còn tệ hơn. Nếu mà ta gặp người ta mà chỉ để mà bắt lỗi mà thay vì sửa lỗi, mà động cơ là vì mình tức, mình bực, mình khó chịu, mình không chấp nhận, thì người ta sẽ phản ứng ngược lại chứ chẳng nghe đâu. Thà không nói còn tốt hơn là nói. Nó phản ứng ngược lại. Tôi đã không có, anh nói thì vì tôi làm cho ra có. Làm gì nhau? Con đã nói là con không ăn cắp mà mẹ cứ bỏ con ăn cắp đây rồi con sẽ ăn cắp cho mẹ biết. Được không? Con đã bảo con không có hút mà mẹ cứ bỏ con hút thì ra được rồi. Con hút để cho đúng với lại ý của mẹ. Mẹ muốn con hút mà. Thấy chưa? Cho nên sửa lỗi nó cả một cái nghệ thuật. Và động cơ là phải lòng thương xót. Nếu không chịu nghe thì đem theo một hay hai người nữa để mọi công việc giải quyết căn cứ vào hai hoặc ba nhân chứng. Từ từ mà làm. Làm vì lòng thương xót. Còn đây ta cứ điên lên chơi tới bến luôn. Gọi nó qua đây, mau lên, đi tìm nó cho ta. Gọi nó đây. Tại sao như vậy? Được rồi, để tôi đi gặp nó, tôi tính tội với nó, tính sổ nó coi tại sao, nói tôi nghe. Chúng ta thấy hai thái độ nó khác nhau. Hai thái độ khác nhau. Nếu không chịu thì rủ thêm hai hoặc ba người nữa thôi. Làm gì mà đã đưa ra cộng đoàn mà nói. Làm gì đưa ra nhà thờ mà rao. Làm gì mà ra ngoài chợ mà rêu. Chưa. Nếu nó không nghe họ thì hãy đi thưa với hội thánh. Mà nếu hội thánh nó cũng không nghe thì kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế. Nó làm hết cách rồi mà nó không chịu sửa thôi. Đó là do sự lựa chọn của nó và nó phải chịu trách nhiệm về cái sự lựa chọn đó. Chúng tôi đã làm đúng đủ mọi cách rồi, gặp riêng có, gặp hai ba người có, gặp chung có. Bây giờ nó cứ như thế.
thôi, phó thác nó cho lòng thương xót Chúa thôi. Cho nên cái chuyện sửa lỗi là cả một cái nghệ thuật thưa anh chị em. Mà nghệ thuật ấy là nghệ thuật phát xuất từ lòng thương xót. Nếu tôi thực sự tôi thương xót người anh em của tôi thì sửa lỗi họ như vậy đi. Hà cớ gì mà chưa biết người ta có lỗi hay không có lỗi, chỉ nghe báo cáo thôi là ra lệnh rồi truy nã rồi thì xua đuổi rồi thì kết án rồi công bố cho mọi người. Con không biết ất giáp gì, tự nhiên lôi con lên nói ầm ầm giữa cộng đoàn, giữa nhà thờ, sao con chịu được? Có gì thì cha gọi cha mà nói con chứ, tại sao cha làm như thế? Nếu dân đến hạch mình nói sao? Lời Chúa nói mà, nếu con không nghe thì gọi hai ba người nữa cơ mà. Nếu mà con không nghe thì đưa hội thánh mà. Mà nếu con không nghe thì kể như con là người ngoại đạo hay người thu thuế, chứ đâu có phải là đem con mà rêu rao công bố rồi kết án con như vậy được. Có đúng luật hội thánh không? Có đúng luật Chúa không? Cho nên tôi thấy là hầu hết chúng ta sửa lỗi người khác không đi theo cách này, mà làm theo phản ứng tự nhiên, theo cái tự ái, theo cái bực bó khó chịu của mình, làm cho người ta mất mặt mà chẳng sửa lỗi gì cả. Họ cũng chẳng chấp nhận sửa lỗi, vì ta đi bắt lỗi họ chứ có giúp họ sửa lỗi được mà họ nhận làm cái gì. Mà càng những người có quyền có chức thì hay sử dụng cái này. Chưa cần biết ất giáp, chưa cần đúng sai, cứ nghe báo cáo là xỉa xuống, cấm. Nghe báo cáo là xỉa xuống, lệnh, 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 đổi, thuyên chuyển, vân vân và vân vân. Nó có lỗi thì gọi lên sửa. Cha con, anh em với nhau nói. Mà không được thì hai ba người đến để mà nói. Mà phải đến tận nơi để tìm hiểu có đúng hay không. Chả biết ất giáp thì chẳng hiểu đầu đuôi sao, cứ ngồi trong tòa nghe người ta báo cáo là phán luôn. Rồi kết tội anh em mình, kết lỗi anh em mình, bắt lỗi và kết tội. Chẳng cần biết đúng sai, chẳng cần biết phải trái. Cứ nào có quyền, có tiền là đúng. Còn nào mà thấp cổ bé miệng, có đúng cũng thành sai, không có được nói, không có quyền nói. Chúng tôi mới là người có quyền nói. Ok, anh là bề trên, anh là lãnh đạo, anh nói thì chúng tôi vâng lời. Nhưng mà đừng quên rằng là tôi không có lỗi. Đó là anh kết lỗi, anh bắt lỗi. Mà chúng tôi không có lỗi vì tôi không làm chuyện đó lấy đâu mà có lỗi. Tôi nghe báo cáo thì nghe báo cáo thôi, sao không hỏi ra đầu đuôi câu chuyện đi. Sao không gặp riêng mà hỏi. Chứ bây giờ gặp riêng mà đã vội kết án là sao? Xin Chúa cho mỗi người có được lòng thương xót, biết kiên nhẫn với anh em mình và biết cách sửa lỗi chứ không bắt lỗi và kết tội loại trừ anh chị em mình. Mời anh chị em và các bạn lấy kinh nguyện lòng thương xót Chúa, hát bài Kinh Thánh Giuse trang 99, Về Bến Thiên Đàng. Xin Thánh Giuse cho chúng con biết khiêm tốn nhận lỗi và biết chân thành sửa lỗi anh em mình, tất cả vì lòng thương xót chứ không vì sự ghen tức bực bỏ khó chịu, cũng không vì sự kiêu ngạo để bắt lỗi và kết tội anh em mình. Nguyện xin Thánh cả Giuse quyền cao sang, rầy đang đo đầy ơn phúc trên ngai vàng, cứu giúp chúng con thê trần lâm than, ngày đêm mong về nơi yên vui phúc nhan. Mịt mù đêm tối mây che khuất quê bình yên, lòng con sao xuyên sông do hầu tan con thuyền. Trần gian giữa cơn hiểm nguy sông gió con thuyền hỏng trôi, xin cha
thương dắt con về bên yên vui sáng ngời. Nguyện xin thánh ca Giuse quyền cao sang, rầy đang no đầy ơn phúc trên ngai vàng, cứu giúp chúng con thế trần lâm than, ngày đêm mong về nơi yên vui phúc nhàn. Mời chăm lấy trang 9 cùng đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh, con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song le bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật. Thì con xin nặm lấy, cùng hợp là một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em luôn được bình an. Tạ ơn Chúa. Con xin mình vào lòng thương xót Chúa với niềm xa ân tình Chúa cao xa. Con xin vào lòng thương xót Chúa với nhận ra ân tình Chúa bao la. Ân tình đó chịu nhiều cố xi nhung, Chúa nhận cho con khỏi nỗi sầu thương. Ân tình đó là lời chê khinh miệt, Chúa nhận thay con khỏi tiếng thi khi. Xin mình vào lòng thương xót Chúa với niềm ra ân tình Chúa cao xa. Con xin mình vào lòng thương xót Chúa với nhận ra ân tình Chúa bao la. Ân tình đó là tình yêu cao vời, Chúa từng quên bao tội lỗi của con. Lòng thương xót Chúa mới nghiệm ra ân tình Chúa cao.